Xin chào quý vị các bạn. Dưỡng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một đôi Audi. Đây là hai chiếc Audi. Một chiếc là Q5 và một chiếc Q7. Q5 5 chỗ ngồi, Q7 7 chỗ ngồi. Đây là hai chiếc Audi Q5 và Q7 vừa về tại Dưỡng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương. Địa chỉ 14.3 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Với hai chiếc xe Audi Q5 5 chỗ ngồi và Audi Q7 7 chỗ ngồi, hai chiếc đều mang biển số Hà Nội. Ngày hôm nay Dưỡng Audi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị các bạn. Đầu tiên, chúng ta hãy đi đến chi tiết của chiếc Audi Q5 5 chỗ ngồi, sản xuất năm 2010. Động cơ 2.0. Đây là chiếc Audi Q5, xe được sản xuất năm 2010, động cơ 2.0, bản phun kịch. Thì chiếc xe này hiện nay đang được bán với giá 685 triệu cho một chiếc Audi Q5 5 chỗ ngồi, bản phun kịch, động cơ 2.0 turbo. Đây là thân dáng của chiếc xe. Chúng ta hãy đi thêm xuống vào các cái thông số của xe, là xe được mang cái bộ la răng tăm 255/55R18, 4 phanh ABS, xi nhan trên gương. Đèn bi xe lông siêu sáng. Rồi động cơ, đây là bản Quattro. Bản Quattro là bản cao cấp nhất của Audi. Xe được trang bị cảm biến quanh xe. Đây là cảm biến ở phía đằng trước. Đây ạ. Cảm biến quanh xe, cả đằng trước và đằng sau. Đây ạ. Chúng ta hãy đi thêm vào nội thất của chiếc xe. Thì đây ạ, nội thất của chiếc xe. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện, cụp điện, ghế chỉnh điện và nhớ ghế hai chế độ. Đèn pha auto. Vô lăng tích hợp bàn phím. Phanh tay điện tử. Và rất nhiều cái chức năng ở trên xe. Và xe cũng được trang bị cửa sổ nóc panorama toàn cảnh. Cửa sổ nóc toàn cảnh. Chiếc xe này thì được trang bị 6 túi khí. Gồm 2 túi khí trên vô lăng và trên bên phụ vô lăng và bên phụ, rồi là 2 túi khí ở hai bên cột trước, đồng thời là 2 túi khí ở hai bên ghế, ở ghế luôn. Xe thì màu trắng, nội thất màu ghế da màu kem và tablo màu xám, với các cái điểm nhấn là vân gỗ đây ạ. Và chiếc xe này nhé các bạn nhé, thì đây thông số kỹ thuật của xe đây ạ. Xe sản xuất năm 2010, bản cao cấp nhất. Và hiện nay đang được bán tại Dưỡng Audi với giá 685 triệu đồng cho một chiếc Audi Q5 sản xuất năm 2010, bản phun kịch. Mình sẽ đây. Đây ạ. Xe thì được trang bị cốp điện rồi. Đây ạ. Đây là cốp điện, bấm nút cái cốp nó sẽ tự xuống.
5 chỗ ngồi rất sạch đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy nội thất của xe. Các bạn nào mua bây giờ thì được thêm một cái túi đựng tiền này nữa. Đây. Hai vùng điều hòa 5 chỗ, 6 túi khí, vô lăng tích hợp bàn phím, gương kính chỉnh điện cụp điện, hai ghế chỉnh điện, ghế phụ và ghế lái chỉnh điện. Nhớ ghế hai chế độ, 6 túi khí, cửa sổ nóc panorama toàn cảnh. Trần nỉ rất đẹp, ghế da đẹp. Ghế da nguyên bản nhé bạn nhé, trần nỉ đây. Và đây là ghế da nguyên bản của nó. Ghế da nguyên bản. Về phần keo chỉ thì không phải bàn. Về phần keo chỉ thì không phải bàn, đây là tem nhận diện. Đây là tem nhận diện cánh. Những dòng xe sang thì bao giờ cũng có cái tem nhận diện cánh ở đây. Để tránh cái việc là thay cánh nọ sang cánh kia. Bao giờ nó có cái tem nhận dạng cánh. Những cái dòng xe sang thì các bạn nhìn thấy bên cạnh cánh bao giờ có một cái tem, có một hàng số nhận diện của cánh. Thậm chí là cabo với cốp, nhiều chiếc có cả tem nhận diện của cabo với cốp nữa. Nhưng mà ít nhất là có 4 cánh có tem nhận diện. Thì đây chỉ của xe thì không phải nói. Đây keo chỉ đây ạ. Keo chỉ đây các bạn nhé. Keo chỉ đây. Không phải bàn. Không phải bàn đến keo chỉ bởi vì là đã kiểm tra rồi. Đây mình quay cho các bạn xem thôi. Không phải bàn đến keo chỉ cột kèo. Zin 100%. Đấy, đấy là điều khẳng định với các bạn luôn. Đây ạ. Các bạn nhìn đây này. Đây. Không miễn bàn đến keo chỉ cột kèo. Bởi vì nó quá đẹp rồi. Đây các bạn nhìn đây này. Đây ạ. Đây ạ. Keo chỉ cột kèo cực đẹp luôn. Đây lốp dự phòng, đây lốp dự phòng theo xe các bạn nhé. Mỏng dính luôn. Lốp dự phòng đây. Đây là lốp dự phòng theo xe. Động cơ 2.0 turbo thì cũng không tiêu thụ hết nhiều nhiên liệu. Đây các bạn nhìn đây. Miễn bàn về keo chỉ, miễn bàn về chất, chỉ bàn về giá. Các bạn nhé. Xe quá đẹp luôn. Miễn bàn về chất luôn nhé. Và hiện nay đang được bán với giá là 685 triệu đồng. Ông cứ đặt cái đây, đây là khoang động cơ của chiếc xe. Các bạn nhìn đấy ạ. Toàn bộ đinh tán. Rồi là đây các bạn nhìn đây. Các bạn nào nhìn kỹ của mình ạ. Đây. Đầu răng sắt xi, gọi là tất cả các thứ là miễn bàn với chất, chỉ bàn với giá. Mà cũng nói luôn là giá chỉ có lộc lá. Còn xe thì đã là xe chất thì chỉ dành cho người yêu cái đẹp. Với một cái mức giá quá hợp lý, 685 triệu đồng cho một chiếc Audi Q5 5 chỗ ngồi, sản xuất năm 2010, động cơ 2.0 máy turbo. Tiêu thụ nhiên liệu 9 đến 10 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp. Xe được trang bị bản full kịch, rất nhiều tính năng hiện đại, 6 túi khí. Hai mở cửa sổ nóc panorama toàn cảnh, hai ghế chỉnh điện, nhớ ghế hai chế độ. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang chiếc xe bên cạnh. Đó là chiếc Audi Q7. Chúng ta sẽ dừng lại ở chiếc Audi Q5 ở đây. Audi Q5 2010. Audi Q5 2010 có giá 685 triệu đồng quý vị nhé. Và bây giờ mình xin giới thiệu cho quý vị và các bạn. Đây là chiếc Audi Q7. Audi Q7 sản xuất năm 2007 ạ. Audi Q7 sản xuất 2007 bản 4.2. Audi Q7 bản cao cấp nhất của Audi Q7 4.2 Quattro. 4.2 Quattro. Chiếc xe này thì động cơ rất lớn, đó là động cơ 4.2. 7 chỗ ngồi. Và hiện nay đang được bán tại Dung Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương.
với giá 450 triệu đồng. 450 triệu đồng cho một chiếc Audi Q7 7 chỗ ngồi, động cơ 4.2 Quattro. Thì đây là bản Quattro, là bản cao cấp nhất của Audi Q7 4.2. Nó có chế độ nâng hạ gầm, 3 cửa sổ nóc và rất nhiều tính năng nữa, thì tí nữa mình sẽ giới thiệu quý vị. Thì đầu tiên ở bên ngoài, quý vị cũng biết là xe được trang bị la răng rất lớn ạ. La răng lớn cực kỳ luôn, 275/45 R20. Với cái vành R20, la răng R20 đem lại cho chúng ta một cái la răng lớn, thì nó lốp càng lớn thì đi càng, chúng ta sẽ cảm nhận được cái độ, những cái bạn nào mà đi xe lốp cỡ lớn rồi thì sẽ biết ạ, lốp lớn thì đi ngồi rất sướng luôn. Xe được trang bị cân bằng điện tử, bóng hơi và nâng hạ gầm, cảm biến quanh xe, đây là hệ thống cảm biến quanh xe. Chìa khóa thông minh. Đèn bi xe lông siêu sáng, 4 đèn bi xe lông siêu sáng, đèn bi là 1, 2, mỗi bên 2 đèn bi, đèn gầm cũng đèn bi. Tức là xe được trang bị 6 đèn bi xe lông siêu sáng. Đồng thời là đây ạ. Đây là hệ thống cảm biến quanh xe. Xe, chiếc xe Audi Q7 này thì xe mới về, chưa lau chùi gì cả, chưa kịp rửa nước lã, nhưng mình vẫn lên sóng cho các bạn nắm bắt được thông tin. Xe chưa rửa nước lã luôn. Thế còn về cái phần nội thất bên trong, cấu tạo bên trong xe được những gì, thì xe hơi bẩn một chút, chưa dọn dẹp lau chùi gì cả, các bạn cũng thông cảm. Mình giới thiệu về xe, còn sau đây thì mình sẽ cho đi rửa thì nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà cái đấy cũng không quan trọng. Sạch hay bẩn thì quý vị vẫn có thể đánh giá được chất lượng của một chiếc xe. Thì chúng ta chỉ nói đến các cái tính năng kỹ thuật, rồi là các cái trang thiết bị và cái hình thức đỡ của, qua nói qua cho quý vị xem vậy. Thì xe được trang bị gương kính chỉnh điện, cụp điện, ghế chỉnh điện, hai ghế chỉnh điện và nhớ ghế điện, đèn pha tự động, vô lăng tích hợp bàn phím. Xe có chế độ nâng hạ gầm, màn hình camera lùi đầy đủ, màn hình camera lùi, và xe có cả chế độ nâng hạ gầm, rồi là chế độ lái, ba chỗ lựa chế độ lái, ba chế độ nâng hạ gầm. Xe được trang bị là 10 túi khí. Xe được trang bị 10 túi khí quý vị nhé. Hai túi khí, một cái trên vô lăng, một cái trên bên phụ, rồi là trên ba cột đều có túi khí ạ. 1 2 3 trên ba cột đều có túi khí. À 4 cột ạ. Tức là xe này được trang bị 10 4 cột là 8 12 túi khí, xe được trang bị 12 túi khí ở trên ghế này. Mỗi bên hai ghế lái về ghế phụ là có túi khí là 2 chiếc này, vô lăng và bên phụ là 4 chiếc này, 4 chiếc và 8 chiếc ở trên các cột nữa. Xe này có 12 túi khí. Bản cao cấp nhất nó có 12 túi khí đây. Bản cao cấp nhất là có 12 túi khí và 3 vùng điều hòa. 3 vùng điều hòa 12 túi khí, 3 cửa sổ nóc. Đây ạ, đây là cửa sổ nóc panorama đằng cảnh, toàn cảnh đằng trước và đằng sau ghế. Hàng ghế thứ 3 cũng có cửa sổ nóc nữa quý vị nhá. Hàng ghế thứ 3 vẫn có cửa sổ nóc bình thường. Nên là xe được trang bị 3 cửa sổ nóc. 3 cửa sổ nóc, một đằng trước thì mình tính là 2 đi. Đằng trước là panorama toàn cảnh thì mình tính là 2. Và hàng ghế sau cùng có cả nút mở của cửa sổ nóc của hàng ghế sau cùng đây các bạn nhé. Đây, mở cửa sổ nóc hàng ghế sau cùng này vẫn mở được bình thường. Xe được trang bị 7 chỗ ngồi. 7 chỗ ngồi. Và hiện nay chiếc xe này đang được bán với giá là 450 triệu đồng thôi. 450 triệu đồng cho một chiếc Audi Q7 các bạn nhé. 450 triệu đồng. Các bạn xem xe trực tiếp tại Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương.
địa chỉ 14.3 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Số điện thoại 0855 966 966. Thì về cái mặt kỹ thuật của xe thì mình cũng nói qua cho các bạn một chút. Nói chung là xe thì đã là dòng xe sang thì phải đẹp, phải nguyên zin hết. Đây ạ, đây là phần chỉ của cánh bên phụ đây. Các bạn nhìn đây, đây là phần chỉ của cánh bên phụ, chỉ nguyên zin hết nhé. Đây là chỉ của cánh sau bên phụ đây. Hơi bẩn một chút nhưng mà là nguyên zin đây. Xe này thì thực chất là về vừa về xong chưa rửa ráy gì cả, chưa rửa, chưa lau chùi gì luôn. Đây ạ. Chỉ đây, phần chỉ và phần keo của nhà, của hai bên máng nước đây ạ. Các bạn có thể nhìn thấy nguyên zin hết. Đây ạ. Nguyên zin hết các bạn nhé. Xe cũng được trang bị cốp mở điện. Đây là phần chỉ của cánh sau bên lái. Và đây là phần chỉ của cánh lái. Chiếc xe này hiện nay được bán với giá là 450 triệu đồng thôi quý vị nhé. Chỉ có giá là 450 triệu đồng thôi. Mời quý vị về xem xe, kiểm tra xe trực tiếp tại Dung Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương, địa chỉ 14.3 Võ Nguyên Giáp, thành phố Hải Dương. Số điện thoại 0855 966 966. Audi Q7 động cơ 4.2 bản cao cấp nhất hiện nay đang được bán với giá 450 triệu đồng. 450 triệu đồng quý vị hãy xem xe trực tiếp tại Dung Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương, 14.3 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Quý vị hãy đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Dung Audi và cũng như là được cập nhật thường xuyên tất cả những mẫu xe về tại Dung Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương. Quý vị hãy bấm like để ủng hộ cho Dung Audi. Dung Audi xin trân trọng cảm ơn. Và quý vị hãy để lại bình luận, để lại ý kiến của mình ở trong phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở video clip tiếp theo. Thân ái kính chào quý vị.